Rồi ok, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh vlog của mình. Thì chả biết sao mà hôm mình đi quay ghi hình thế nào mà về là bị mất tiếng nên lại phải thu lại. Chán quá. Cho bạn nào lần đầu mới biết đến kênh YouTube này của mình thì mình là Quận. Kênh vlog này mình sẽ chia sẻ những cảm nhận, trải nghiệm của bản thân về thế giới xe 4 bánh và 2 bánh. Nhân tiện thì mình cũng đang tham gia vào thị trường xe cũ dưới tư cách là cộng tác viên. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nha. Cảm ơn các bạn. Ok, giờ chúng ta vào luôn chủ đề chính đi. Thì nhân vật chính của video ngày hôm nay chính là chiếc Mazda CX-5 bản 2.0 Premium Exclusive. Xe này thì không phải là xe mới rồi, nhưng mà cũng không đến mức quá cũ. Xe chỉ mới chạy 6.000 cây thôi. Thế cho nên là các bạn sẽ thấy cái phần ghế lái ở phía trước sẽ được bọc ni lông nhé, để bảo quản chiếc xe tốt hơn. Mong các bạn thông cảm. Nhân đây thì mình cũng xin phép, chiếc xe này là của một salon bạn mình. Các bạn mua trên kênh của mình thì giá là 868 triệu nha. Mức giá rất là đẹp. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào sâu vào chi tiết. Thì CX-5 có lẽ không còn xa lạ với đại bộ phận của công chúng nữa rồi. Từ lúc chiếc xe này đặt chân tới Việt Nam, mình nhớ đâu đó là giai đoạn 2013-2014 gì đấy, ngay lập tức CX-5 đã tạo nên một cái làn sóng cực kỳ lớn trên thị trường. Và nó kéo dài cho đến tận thời điểm hiện tại, chiếc xe này vẫn giữ được sức hút như thế. Bằng chứng rõ nét là CX-5 luôn nằm trong top những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam, dù thị trường có biến động như thế nào đi chăng nữa. Bạn nào theo dõi kênh của mình thì mình cũng đã có một cái video hồi năm ngoái, nhưng mà quay tại đại lý. Video đó thì lại cũng không đầy đủ lắm, nhưng mà đến hôm nay thì mới có dịp mình được sờ chạm trực tiếp chiếc xe này. Mình đang ngồi ở hàng ghế thứ hai trên chiếc Mazda CX-5. Như các bạn thấy thì mình ngồi vẫn duỗi chân khá là thoải mái. Nhìn chung là chiếc này ngồi vẫn được. Nó không quá là không quá chật. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái tiện ích rất là hay. Đây, như các bạn thấy là đây là cái bệ tì tay ở cái hàng ghế thứ hai. Thông thường thì vẫn ở các xe thì vẫn là hai cái hộp để cốc thôi. Nhưng mà trên xe này có thêm một cái khay dọc này để điện thoại. Tiếp theo đấy là cái cổng sạc USB với cả một cái hộp này nữa. Hộp này theo mình thấy là có thể là để vừa điện thoại ở đây, rồi là cắm sạc ở đây luôn. Một cái cải tiến rất là hay ở Mazda lần này. Mình không rõ đời trước có thế không, nhưng mà lần này mình thấy là tiện đấy. Tiện sử dụng hoặc là để điện thoại đây cũng được. Trở lại chiếc CX-5 thì ở đây chúng ta có một chiếc xe mà nhiều chi tiết mới mẻ ở cả phía trước và phía sau. Ví dụ như cụm đèn pha, đèn hậu mới này, logo cũng là kiểu mới, rất đẹp. Mình cái đánh giá rất cao các cái chi tiết này, tính thẩm mỹ rất là tốt. Thật sự là qua mỗi đời xe CX-5 thì Mazda họ càng làm cho chiếc xe này nó đẹp hơn. Mazda họ cũng làm điều tương tự này với chiếc Mazda 3 và thật sự là nó rất hiệu quả. Từng đời Mazda 3 mình đều thấy là nó cải thiện về cái tính thẩm mỹ rất là rõ rệt. Mình đánh giá Mazda 3 là một chiếc xe sedan đẹp nhất phân khúc xe hạng C hiện nay. Một điểm nữa là tuy đời CX-5 này có màu trắng ấy, màu đỏ và màu vàng cát một chút thì đó là ba màu nổi bật, nhưng mà ở cái màu đen ở đây thì nó cũng thể hiện là không quá đơn điệu, vừa đủ độ thanh lịch mà cũng thể hiện được cái độ thể thao nữa. Bộ vành 19 inch này thì cũng khá là đẹp đấy, họa tiết khá giống với vành trên xe CX-8. Về phần vận hành thì chiếc xe này được trang bị động cơ 2.0 và hộp số tự động 6 cấp, một cái cấu hình phải nói là rất quen thuộc với suốt nhiều đời CX-5 rồi. Với mình 154 mã lực thì không quá lớn, nhưng mà cho một cảm giác lái nó khá thể thao và hay. Mình nghĩ đây là một trong những điểm mà số đông ưa thích ở CX-5. Ở chế độ Sport thì dĩ nhiên chiếc xe này sẽ có một cái tiếng động cơ vọng vào cabin, nhưng mà cái âm thanh đó nó không quá khó chịu. Ngược lại, nó cho mình cái cảm giác phấn khích mỗi khi mình nhấn sâu chân ga.
Xe này cũng có sẵn lễ chuyển số rồi, nhưng mà cái thời gian mình cầm lái ở vì lần này cũng khá là ít mà đường thử cũng ngắn đấy. Hy vọng lần sau thì mình sẽ có dịp lái nhiều hơn, sử dụng đến lễ chuyển số để mình cảm nhận sâu hơn về cái bước chuyển số của chiếc xe này nó hấp dẫn như nào. Ở chế độ normal thì ngược lại, chiếc xe lăn bánh khá là từ tốn và chững chạc, nhưng không đến mức là chậm chạp và nhàm chán. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần về nội thất CX-5 đi. Thì mình thấy số đông toàn chê là hàng ghế sau của chiếc xe này ngồi chật ý. Mà mình ngồi thì không thấy cái sự chật chội này lắm. Chân khoảng cách từ đầu mình đến trần xe cũng khá là lớn, nó không đến nỗi quá chật như mọi người đồn thổi. Ghế có độ ngả vừa phải, không quá đứng. Tổng thể thì CX-5 là một chiếc xe hài hòa, trọn vẹn từ ngoại hình này, không gian bên trong này, thiết kế nội thất cho đến vận hành. Nó không quá xuất sắc nhưng mà hiệu quả. Mình thì mình cũng rất là mong chờ cái thế hệ xe mới của Mazda hiện nay là CX-50 này, CX-60, CX-70 là liệu có khả năng những cái mẫu xe này có về Việt Nam hay không. Thì đây là một thế hệ xe hoàn toàn mới của Mazda trên thế giới. Theo như mình biết thì giải sản phẩm của Mazda hiện nay đa số những đều là xe gầm cao, và chưa có một mẫu xe sedan nào đã. Ở một số thị trường họ vẫn bán sedan như là các mẫu cũ, ví dụ Mazda 3, Mazda 6. Ở cái giải sản phẩm mới này thì là nó có sự xuất hiện thêm cấu hình xe hybrid nữa. Mặc dù là ở một số quốc gia Mazda bắt đầu cắt giảm số lượng xe sedan, nhưng mà mình nghĩ là ở Việt Nam hãng vẫn trong tương lai nhé, hãng vẫn duy trì các cái dòng xe này để phù hợp với cái thị hiếu của thị trường. Rồi ok, các bạn nghĩ sao về CX-5 đời này thì comment cho mình biết ở phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. À quên, bạn nào mua xe thì nhớ liên hệ với mình theo số điện thoại phía bên dưới màn hình nhé. 868 triệu cho một chiếc xe CX-5 chạy 6.000 cây. Ok, cảm ơn các bạn.